Hiện tại thì Giang và chị Đào đã di chuyển vào khu vực sân góp sông Bé anh chị khách hàng nhé. Thì chị thấy sân góp này như thế nào chị Đào? To quá, nhưng mà phải đi mới biết được. To quá hả? Rộng quá. Đây là Giang và chị Đào. Nói chung ở đây đầy đủ hết trơn á. Còn góp thì em cũng chưa có gành cho lắm, cũng chưa có tìm hiểu. Lỗ, hả? Thì nói chung là sân góp này rất là lớn nha, diện tích sân góp rất là lớn, không gian xanh rất là nhiều. Thì sau này anh chị mua dự án Ươm Rừng Gốc View á của chủ đầu tư không thì mình view được sân góp này và mình qua đây chơi cho nó gần. Chơi nó cũng gần nữa anh chị. Rất là ok luôn, không gian rất là đẹp. Thì nói chung mình di chuyển vào đây cũng khá là nhiều lần rồi. Thì đa phần là vô cà phê với khách hàng không à. Chưa biết chơi góp nên cũng chưa có tham gia được. Thì tương lai có thể là Giang và chị Đào sẽ đăng ký học một khóa góp và cùng chơi với một số anh chị. Ở đây thì mình hôm nay mình vô với chị Đào là mời chị đi cà phê, trải nghiệm cà phê và trải nghiệm sân góp sông Bé để cho hình dung được cái nhìn tổng quan về sân góp. Cảm nhận như thế nào chị? Dự án này có đáng mua không? Có đáng đầu tư không? Thật là phẳng tay, trời nó rộng quá. Kế bên qua đây chơi, ở đây uống cà phê thoải mái. Chị là một trong những khách hàng tiêu biểu của Novaland đó anh chị ạ. Thì lần đầu tiên thì chị tham quan dự án của Lê Phong. Thì chắc tương lai chị có thể giới thiệu một số bạn bè và chị có thể đầu tư ở đây được luôn á. Thì bây giờ mình cà phê nhé, mình bắt đầu cà phê. Không gian ở đây rất là thoáng nè, mát. Mình ngồi cho ngoài cho mát vậy. Đây mình chọn không gian phía này, không gian này đi chị, đây mát nè. Giờ cái nắng nó về tay rồi. Rồi không gian này không gian view sân góp luôn. Đó mình nhìn không gian góp rất là vui ha. Tuyệt vời. Em cho anh cái menu em. Chị chọn nước đi chị. Cho anh ly cà phê sữa đá đi ha. Cảm ơn em. Sân góp mát rồi chị Đào. Hai các bạn thì hôm nay Giang và chị Đào có mặt tại sân góp sông Bé nè. Mình đang trải nghiệm cà phê và mình ngắm những anh chị đang chơi góp. Cà phê sữa đá anh chị nhé. Trà đá. Trà đá này phong cách này nhớ lại hồi đó mình lúc mình nhỏ với quê miền Tây người ta cũng làm đi tối gì không à. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì không có ly này ha, làm cái ly có chút xíu à. Mấy cái ly trà đá có ly như vậy mới đã. Chứ hồi đó có ly mỗi lần muốn uống thêm á, xin thêm. Xin nhiều quá cũng ngại cũng chết luôn. Cà phê thơm nha. Cà phê thơm. Hôm nay á, là thực tế là Giang với chị này, với chị Đào á, là đi mình khảo sát những cái thị trường căn hộ của Bình Dương để mình chia sẻ đến anh chị lựa chọn. Mà sáng giờ đi cũng khá là nhiều căn hộ rồi, nhưng chị
có vài căn hộ, vài dự án thì nó sẽ khá là hợp lý. Như Giang đang ngồi là thực tế là sân gốc sân bé nằm trên trục quốc lộ 13. Thì quốc lộ 13 năm 2020 vừa qua thì nhiều chủ đầu tư họ lựa chọn Bình Dương phát triển thì đa phần là trên trục quốc lộ 13 hết. Thì có những cái vài dự án tiêu biểu. Cái dự án đầu tiên mà Giang phải nói là dự án kế bên sân gốc mình luôn, đó là dự án Đệm Lùa Gốc View. Cái dự án thứ hai á, nó có thể là dự án Đình Đám luôn, nó cũng gần sân gốc và gần khu công nghiệp Việt Nam V-Ship 1. Đó là dự án Echo City của chủ đầu tư Phát Đạt. Echo City là dự án gọi là full kính anh chị nhé. Nó rất là đẹp, trở thành những là đỉnh điểm. Thì có thể nói đây là hai dự án đỉnh nhất của tỉnh Bình Dương năm 2020 vừa qua. Thì năm 2020 đầu 2021 này Giang vẫn tiếp tục đem đến cho anh chị những giỏ hàng đẹp nhất của dự án. Dự án thứ ba nằm trên trục quốc lộ 13 này phải kể đến là Anderson Park. Thì nó nằm ngay cái mũi tàu của mũi tàu, nằm vị trí mũi tàu của Thuận An. Thì dự án nó cũng khá là đẹp anh chị ạ. Giang phải nói là đảm bảo vị trí cũng khá là đẹp. Đó là dự án thứ ba. Dự án thứ tư á là The Rivana. Rivana thì nằm ở dưới gần Tân Hiệp Phát đó vậy, tập đoàn của nước ngọt á. Thì vị trí đó thì không bằng những vị trí của những dự án này, nhưng mà dự án nó trong cái tầm tiền trong phân khúc nhiều anh chị sẽ lựa chọn, nó cũng khá là phù hợp. Cái dự án thứ năm thì nó nằm xa hơn một tí, nó nằm ở trung tâm Thủ Dầu Một. Đó là dự án Happy One Central, nó khá là lớn các chị. Nó nằm phía sau đài truyền hình các chị, đẹp lắm. Thì đó là dự án Happy One thứ ba của chủ đầu tư Vạn Xuân phát triển về mảng căn hộ. Dự án đầu tiên đó là Happy One Phú Hòa. Phú Hòa thì nằm cũng thuộc Thủ Dầu Một luôn, nhưng mà nó nằm xéo cái trung tâm thương mại Market gì đó, M3M, ngày xưa là Metro, bây giờ là Market á. Đó, nó nằm gần đó. Thì dự án cũng mặt tiền đủ luôn, qua luôn, khá là đẹp. Dự án đó thì phát triển 2019, nhưng xây dựng thì cất nóc, giờ nó sắp bàn giao rồi, năm nay họ cũng bàn giao rồi. Họ bán là cháy hàng luôn. Nhiều nhà đầu tư lựa chọn và bán rất có lợi anh chị nhé. Lúc họ bán chỉ có 20 mấy triệu, khoảng 26 đến 30 triệu thôi. Nhưng giá trị của bất động sản khu vực quốc lộ 13 này tăng rất là nhanh. Dự án mà Giang quay lại nói dự án Đệm Lùa Gốc View anh chị nhé. Gốc View thì thực tế là một nơi đáng đầu tư. Và nếu anh chị mà sinh sống tại khu vực của tỉnh Bình Dương này, anh chị mà thích ở căn hộ á, thì đây cũng là một trong những dự án đáng sống, bậc nhất nha. Ngoài cái dự án Echo thì đây là dự án bậc nhất đáng sống về tương lai anh chị. Tại vì mình mua một dự án mà sở hữu một cái, anh chị biết khi mà người ta chọn dự án, cái điều đầu tiên của người ta là không gian sống nó trong lành thì rất là tốt anh chị. Đó. Thì có công viên, bây giờ dự án mà không có công viên rất là khó để người ta mua, để người ta ở. Thì ở đây là giống như là sở hữu một cái công viên liền kề luôn. Đi lang thang thì mình chơi góp vậy. Đi lang thang là bảo vệ hỏi á. Tại vì nói chung ở đây thì những cái đại gia chơi góp không à anh chị. Đại gia chơi góp thì họ nói chung họ cũng ngại những cái hình ảnh của họ. Như anh chị sau này anh chị chơi góp anh chị cũng ngại những cái hình ảnh chị mà xuất hiện trên những cái mạng xã hội á. Thì khi mà mình anh chị vô đây cũng vậy. Nó chính vì vậy á, nó càng nó nghiêm ngặt như vậy thì tạo không gian riêng biệt, riêng tư cho anh chị nhiều hơn khi mà mình chơi góp trong sân góp sân bé này. Đấy cũng là một cái ý rất là hay anh chị ạ. Anh chị muốn một cái mối quan hệ lớn á thì sân góp sân bé này là mình, tổng diện tích của nó là 104 hectare anh chị nhé, sở hữu một công viên rất là lớn nè chị, 27 lỗ nha chị. 27 bởi vì chị thấy nó to quá. Chiều dài của nó là 6.000 mét nè.
chơi tới 27 lỗ, rất là lớn. Thì trước nay, ngày xưa năm 2005 Giang lên Sài Gòn á, Giang làm cho tập đoàn ngày xưa là Bánh Đức Phát, giờ là ABC á, thì hồi đó cũng đi giao hàng, cũng di chuyển vô mấy lần, cũng chưa vô tới trong này nữa, chỉ giao bên ngoài thôi. Hồi đó mình cũng muốn được vô trong này xem như thế nào cũng chưa bao giờ được, chỉ xem được trên TV, đó là không xài được công nghệ internet như bây giờ là xã hội đâu, chỉ xem trên TV truyền hình thôi. Đó thì sau này Giang cũng có dịp di chuyển vào, thì ban đầu di chuyển vô mình thích lắm, tới giờ mình vô mình quay lại mình vẫn còn thích, mỗi lần quay lại đây rất là thích gì cái gì, nhưng không phải là thích gì chỉ cái gì đẹp đẽ ghê gớm, mà thích gì không gian ở đây rất là tuyệt vời, cảnh quan thiết kế trang trí rất là đẹp. Nếu mà sở hữu được một căn nhà một kế bên sân góp như vậy, mình giả sử mình tiếp khách bạn bè mình mời đi sân góp mình uống cà phê cũng vui nha chị, thú vị. Thì anh chị muốn có một cái mối quan hệ tốt hơn để mà thuận lợi cho cái việc làm ăn sau này, mối quan hệ lớn thì ở trong này thì nơi để mà tiếp xúc cũng khá là tốt. Ở đây thì mỗi lần mà Giang quay vô, Giang di chuyển vô đây cà phê đó, số khách quốc tế rất là nhiều, thì đó là những chuyên gia họ làm việc tại khu công nghiệp V-Ship anh chị nha. Còn những đại gia từ Sài Gòn họ vào Bình Dương đây họ chơi rất là nhiều luôn. Thì kế bên sân góp này cũng có một khu biệt thự thì cần nghỉ dưỡng á, mới đổi tên vậy, trước là nó là cái Giang sẽ lên Google Map đi chính xác ha, tại vì nhiều quá cũng không nhớ được. Đây biệt thự nghỉ dưỡng của nó là Grand Sand Villa. Đây biệt thự nghỉ dưỡng là Green Sim Villa, cái này thì chỉ 2 sao thôi. Đây là một khách sạn. Nói chung là những đại gia họ mua những cái biệt thự họ chỉ để họ chơi xong, chơi góp xong là họ di chuyển và họ nghỉ ngơi thôi anh chị. Tại vì khi mình lần trước mình vô mình tham quan đó là những căn biệt thự này là hình như là không có ai ở hết. Những cái buổi mà lễ rồi chỉ biết những cái chỗ nào mà đặt biệt thự, thì thứ nhất là khu biệt thự cảnh xanh vậy, nó là khu biệt thự cảnh xanh vậy nhá, nãy Giang quên tên, nó là khu biệt thự cảnh xanh. Thì trong này rất nhiều biệt thự khá là đẹp. Thì ở đây thì nó có cái bộ phận chăm sóc cây cối rồi trong này đủ hết trơn luôn,